lớp á. Tình hình là ngày mai mình sẽ học môn geography. Mình đang có vẽ assignment làm cái poster về một địa điểm, một có thể một đất nước hoặc một thành phố mà mình muốn đến. Thực ra là cái poster này sẽ phải dựa trên một cuốn sách guidebook của The Lonely Planet mà mình phải đi mượn ở thư viện. Nhưng không sao, mình đã tóm được một nước rất là hay, đấy là Cambodia, hàng xóm của chúng ta. Thế là bây giờ mình đang chật vật làm để chở giá mà mình bắt đầu sớm hơn. Mình quyết định làm cái như kiểu là dashboard. Thì mình chuẩn bị một cái, mình đã chuẩn bị một cái bìa cứng để làm khung ở đằng sau cho cái poster này firm hơn đấy. Không thì mình sợ tác phẩm của mình có nhiều cái dính lên, treo lên tường nó sẽ rụng xuống ấy. No. Mình cũng ngu, đáng lẽ phải bóc hết ra trước rồi mới dính. Không có cái ngu gì, cái ngu. Mình thực sự là rất thích làm một cái đồ handmade, tốn công biết các kiểu. Nó có thể tốn thời gian nhưng mà thực sự là thành quả nó sẽ rất là đẹp. Đây là cái dashboard của mình. Cắt đi cho được, cắt giống quá đứa. Tình hình hôm nay có International Cuisine Competition nhưng mà mình chạy đi làm gì, thế của qua mình tổ chức. Và ôi chào nhập lửa, vì là International thì có thể là nếu mà mình đi thì mình sẽ lựa chọn nấu món Việt Nam, khả năng đặt giải cao đấy. Nhưng mà mình không thích mấy cái thuộc về khoa của mình. Rất là đẹp, rất là không thể nói là rất là cứng được, nhưng mà thôi mình cứ hy vọng là nó sẽ chịu đựng được những cái mà mình sắp sửa gắn lên người nó. Đầu tiên mình phải vẽ một cái kiểu bố cục đã xem. Mình nghĩ là mình sẽ viết một chữ Cambodia thật to chính giữa. Mình nghĩ mình dùng giấy màu tí, mình dùng chiếc bìa cứng. Ôi đây là giấy bìa còn thừa từ lần mà mình mua về để làm quà sinh nhật cho bạn. Nhưng mình nghĩ mình đã quá đối xử tốt với con đấy rồi. Và bây giờ mình gặp nó mình đéo thèm nói chuyện cơ. Mẹ tập kiểu chị. Mình nên biết cái thay đổi như nào cho nó nổi bật bây giờ nhỉ. Mình quyết định lấy cái này làm kiểu bảng tên của cái dashboard này. Và nó sẽ là Cambodia. Hay mình nghe chữ Campuchia. Mình đã làm xong việc đục lỗ cho cái bảng thay đổi. Nhìn nó giống một cái bảng đèn led của mấy cái kiểu quán bar. Theo như quyển Lonely Planet này thì ở Cambodia nightlife rất là phát triển với kiểu nhiều bar nhạc rock. Nên là mình quyết định làm cái này cho nó vibe. Morning everyone, it's good to be back. So I'm going back to my room to get the work that I stayed up all night to do. It's showtime. Chưa dọn đẹp gì luôn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình đã hoàn thành nó rồi. Đẹp VKL, dù nội dung hơi nhảm xít. Okay.